gian được. Hồ ao đừng chạm. Cánh đồng lúa quá đẹp. Trên thì vườn tràm, tràm bông vàng. Nước nuôi đầy đủ đẹp thế. Bây giờ cho trà. Đó, cho trà bay. Nhưng mà có con câu cá nước đục ngầu. Chai lọ cầm này bữa ảo ui xỉa nhau lên này. Bấm cái chèo ao này nhìn cả rong rêu khiếp thật. Quá kinh. Cò, quýt cò nó gì hết. Chiều chiều về nó cò nó vẫn ở cái tràm này. Ếch. Ếch này.
trên nước không? Ghê quá. Ao chuồng chẳng đến chúng giáp đường bờ rộ phát này. À, đi khó đi dốc bờ ao người ta cao dốc như bờ đê sông Hồng ấy. Kìa muối ngon ạ. Kìa. Úi xưa, úi xưa, úi xưa. Lúa, cánh đồng lúa tuyệt vời là cánh đồng lúa. Đục thật đấy, người ta vừa xịt xịt thuốc cỏ hả? Thôi đi dạo vậy thôi, về đánh nốt cái mai thôi. Theo bờ ruộng cái phát. Chuyện bốn phương nhá. À, ai vào cái YouTube của Bằng Lưu này thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé, cảnh đồng quê nhé. Đấy, ốc 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 kinh không, ốc đấy, ốc ăn lúa kinh không, chi tiết chết nhiều lắm. Ốc ốc đá nan hơi bị nhiều. Ồ, quá nhiều luôn. Máy bay đấy, máy bay bay trên trời đấy. Đây là những đống trấu đánh chuột chuột để cho nó khỏi phá hoại lúa. Này bèo nó ngập vậy mà chỗ này cái hố này người ta múc sâu lắm đấy.
hơi nắng. Lăng quá, lăng quá, lăng quá, lăng quá. Ơi là nắng, nắng ơi là nắng. Đấy. Cảnh đồng quê rất là êm ả. Rất là đẹp. Cây chè có chỗ nào đứng lên quay cho mọi người xem cá rậu, cá cơ rậu. Đây đây, đứng cái này xem nó quay được không nhỉ. Đấy, bên kia có cái ao này. Đấy, có cái ao đang hình thành cái bờ ao này ra này. Trồng cau rồi. Đấy, bờ ao trồng cau đó. Đấy, 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 đấy. Và có một cái nhà nhỏ nhỏ bên kia. Đấy, để tôi quay mọi người cái nhà nhỏ bên kia. Mấy cây dừa của nhà nhỏ này đấy, cả khu đất đấy đấy, nó diện tích nó khoảng mẫu mốt cả khu đất đấy. Chủ nhà đang rao bán, ai mà có mua thì alo cho tôi nhá, với số điện thoại là 0911 966 9410. Khu bên này người ta không bán. Đẹp không? Cò chàm. Đấy, cò bay phơi phới. Của đót đấy, che chở cũng chạm nhà chuyện úi để cá bay lên nó đốt không theo. Muội quá. Vọng gác đường trường. Bên kia người ta đang xây nhà yến. Đấy, chuẩn bị tháo nước làm ruộng. Đấy ao. Chuẩn bị làm ruộng. Nắng kinh khủng. Cà su dân giàu nước mạnh.
một phát này. Cánh đồng ruộng này. Kinh không? Chạm mát rượi. Chỉ cứ đi và đi và đi và đi. Đi và đi và đi và đi và đi và đi. Bờ này xuống luôn ta. Nãy giờ này với nào ruộng với nào. Được nhà Yến. Giờ mới làm á? Đang làm vườn buồn quá chạy ra đây chơi. Sao làm muộn về? Thì bận quá nên đâu có thời gian nào chú, xong rồi hôm nay làm. Bên kia họ làm chắc lên tuần rồi. Làm kịp. À, hàng cuột hàng đầu nhiều quá. Thế ngục của ai đây ta? Của ông Tiền đấy. Hả? Tiền đấy. Tiền nhà nó. Bên bác quái này. Ừ. Tiền. Chủ mà nỗi chuột kia thì cứ có mà hao nước chết. Vâng, hao nước đến mùa cho đắp ngang suối nên nó chưa làm thì chắc vậy, đến mùa cho đắp ngang suối mà chảy xuống thì lại xuống mà giữ lại ở cái suối đỡ hao hơn. Ủa trước tới đây nó có con đường nó sang đây đâu ta? Cái chàm kia phải không? Hả? Cái chàm kia đường sang đấy phải không? Vâng. Vâng, cái thằng nó cắt nó chẳng có đường cơ, nó chủ quan là có cái đường cũ ngày xưa mà. Đường cũ ngày xưa nó cũng tốt thêm thịt trường. Trên nó rát có hàng tràm như vừa. Đường cái châu gì. Ờ, đường chê châu đi qua đấy. Tốt trên đấy cơ. Nhưng mà họ lấp hết rồi. Tốt trên ý á? Vâng.
Nói chung là ở đây ngày xưa bê bét đường, chẳng nhớ cái đường nào. Cái đường này này, cái đường này xuống này. Không, cái đường này không có, cái đường đi từ nhà xế ra là nó ở theo đường về. Không, cái đường của mình sang ấy. Vâng. Là đường đường mà ông nữ là đường này đúng không? Đó, đường xe trâu vẫn chở chứ. Mà ông ngay chỗ góc cây lam su rồi. Thì biết rồi, góc lam su mà vẫn đi cái đường này xuống này để vẹn nó phát nữa. Mất đường, có một đường ven ven ở ngoài này nữa mà. Nhờ. Yeah. Khúc này ngày xưa xe trâu đi là cứ lầy miết đấy. Kéo rồi nó nắng. Đây, chuẩn bị làm ruộng này ông ấy. Mẹ cái hố này rất sâu nhỉ? Nóng mà. Không chẹt nữa. Kéo không kéo cả cây lên? Kéo cây tuông bánh lên đây kéo sáng rồi. Sáng rồi thì còn lấy. Mắc bánh nồng nhưng kéo đi. Đâu ba làm gì đây? Nam vườn nó chán đi quanh tí. Còn Nam vườn chán đi quanh tí vậy. Hả? Nó nắng quá, nó nhọc quá, muỗi nó nhiều đi. Ừ, nó đi đấy. Cái đường ngày xưa đi núi này sang nước đúng không? Hả? Cái đường ngày xưa chỗ này đúng không? Ừ. Vậy mà ông Thuận một tít trên kia, về ông Thuận một tít trên kia. Không, đường đấy cũng có mà đường đây cũng có này. Không, đường đấy là đường chỗ nhà ông Xế ra. Đường chỗ nhà ông Xế cái góc kìa. Đâm ra đây, thiên bọc bọc bọc. Cứ vòng 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 theo cái... Mà đường nhà ông Xế có đi được khỉ đâu, tôi chủ yếu đường này đường chính này.
trứng ốc bươu vàng. Không có việc gì khó phải không? Bằng nới nới cho cái xích ra dùng đây. Để cái anh lấy cái thùng cho nó nhỉ. Cứ cột vào kéo tí là nó căng rồi. Chưa? Tuột rồi, rồi thì vẫn thả bớt. Tụt ngay đi ba trò trẻ con đi. Để có khóa làm cái khóa đủ một cá này. Lên đâu chưa khác cô bánh. Mạnh nó cứ vẽ, ông phải chạy nhanh lên đấy. Ông phải chạy nhanh lên cơ, thì quen nó mới nướt thì được. Đạp mạnh nữa. Có nhìn đi tay vẫy đâu. Không cần nhìn. Đây, ông chủ đây. Vẽ chủ khai thác như chuyên đi chặt tôm đàm đấy. Mấy cành này gọi lợi với hiệu đi ôm trà. Trà này các hắn có làm trà không? Vào đánh mấy cây mai ở vườn ra mà mẹ nó ra đánh một tí cái nó muỗi nó đốt mẹ nó bố đời. Thế là lượn lên thấy máy cắt ở đây cái lượn đi xem. Sợ máy nó đau. Đít nào cũng cậy xe ba cầu nó khỏe, khỏe mỗi lồn kết vẻ nó không đạp thì nó có đi đi đéo. Không có chớn thì giờ đi. Chớn giờ đi. Có cắt cây này không? Hả? Thì phải đào được bộ rễ thì ngon đấy ạ. Hả? Ba cái chàm này khéo thì đã chưa chặt đâu chưa xong. Bảo thì em dùng bảo thì vẽ nó nghỉ vừa thôi. Làm đi không đi vẽ cả.
Vậy chắc mai đi xin làm thuê cho Đạt đó. Mai đi xin làm thuê cho Đạt đó. Cắt xong chiều nghỉ gì? Cắt xong đây chiều nghỉ gì? Ừ. Không cao nữa. Ông quay đầu vào đây múc luôn cái này. Cắt vứt lên đá xong rồi kéo cái vứt lên cái là xong. Quả phải vác. Kéo bà nên khô và cắt cho nó nhanh. Cắt đâu chuyển đấy. Từ từ 10 năm nữa sẽ quen. 10 năm nữa rồi sẽ quen cái đó. Máy không cắt điện nhỉ. Yếu lắm. Thở rồi. Yếu thôi. Thở cháo. Ốc bươu vàng thì lắm thế nhỉ. Dịp nào mấy con lúa kia thì mẹ nó chát ốc bươu vàng. Mẹ các cái cực, cái bóng ạc, cái đuổi thất. Bờ.
Thì nó còn cái gì nữa đâu mà chả kiến nữa. Đúng là ruộng ruộng nhà Thuận nên làm bay cái đường gì còn đéo nữa. Đường cũ hay là nó ăn đây chỗ này? Đây theo cái dòng suối. Thì theo dòng suối này thì nó ăn bên này này. Không, theo giữa suối luôn. Ủa được. À hồi là cái đường này là nó sâu dữ nhỉ? Sâu hỏng. Chỗ này nó sâu. Thì chỗ này là sâu nhất này, đập hai vị này chỗ này. Hai vị này chỗ này thôi, luận đi về làm nốt. Thủy điện sông Đà. Đường chiến trường. Đấy. Cái này hoa tím tím này mênh mông rồi mắc cỡ đấy. Trinh nữ hoàng cung, người ta nói trinh nữ cung động vào là xấu hổ đấy, gục cứ động vào xấu hổ đây này. Cắt cái này về. Đi lên đây cũng bẩn, đường bẩn, đường. Đi đường vòng không đi đường cắt cho nó máu. Úi xìa. Đây, nhà Yến này đang chơi nhà Yến. Đấy, đường bê tông cuối cùng.
nhà này nhà dịch vụ nấu ăn đám cưới đấy. Dịch vụ nấu ăn đám cưới. Này phơi đồ. Bên này nấu cơm chua thứ nhất của đất. Nấu canh chua siro này, siro đu đủ đực. Đường nàng bê tông nhà cửa còn thừa đó. Cửa còn thừa kinh. Gạo su quay đây này, review cho bà con anh em bạn bè đây cái nhà này này 27 mét chứ, mặt tiền đường bê tông này, sâu vào 47 mét này, 100 mét thổ cư này, đang bán 65 triệu mét. Ai có nhu cầu thì cứ alo 0911 966 940 nhá. Ông chủ gửi tôi bán đấy, ông chủ giờ đang ở ngoài Hà Nội ấy. Ông chủ gửi tôi bán dùm cho ông ấy. Đinh năng biển bóng con mèo này, con mèo này, ông đến đây làm gì? Ông xin phép chưa? Hả? Ông xin phép xóm trưởng này chưa? Tôi còn trên tài xóm trưởng đấy. Ông phải xin phép xóm trưởng nữa ông mới được đến đây chứ. Không, tôi mà này là không cần phải xin phép ai cả. Không, cứ phải xin phép xóm trưởng. Đây quản lý dân số ở đây. Đây có cả không? Không. Không đến đây không xin phép gì đấy. Ôi trời ơi, nó nóng kinh không lên. Cái gì vậy? Dạ? Nó nóng. Nóng đi, đi rông dài nó nóng. Tức là chưa chở hàng dưa nê về. Chưa. Chưa chở hàng dưa nê về.
về đấy. Gia đình có điều kiện. Gia đình có điều kiện đi chở hàng đưa về. Nó để đấy để ai cứ ngồi. Ngồi xem máy. Ngồi đồng hè được cái đấy gì. Dòng dòng ra xình cái mà nó nóng kinh khủng. Ra xình á? Ra xình chơi bữa mà nó nóng. Đi mình nhỉ? Đi mình. Vâng. Không lẽ đi hai mình. Chiều mai à? Chiều. Đấy, lại quên đi đấy, 3 giờ chiều à? Ừ. Đấy. Ông cầm sổ đi làm gì đấy? Ông cứ tính ghi vào sổ tiên tàu để gạch à? Em bây giờ chứng tỏ thằng này cũng dốt. Hả? Người ta cạch một cái người ta phải đánh cháu vào. Cạch, cạch một vắt thì đánh cháu vào. Thật. Đã đi khi mà bị gạch trước tao. Đã đi báo cáo thiên tàu rồi. Chưa chưa biết nhà nào cắn nhũ nào vẫn vẫn khi mà gạch trước tao. Đầu óc bây giờ nó cứ lẫn lộn chả biết này. Bao nhiêu thành viên không? Bao nhiêu thành viên rồi? Cho cháu chứ vào chân mấy. Vào thì vào hẳn cả người chứ vào chân. Không vào một chân thôi, không có vào cả người. À. Cái tổ chức này không có thằng nào một tên cả. Đấy, ông nói đi, nói đi. Ông nói nhiều vào quả súng nó rơi vào quả cao su nó rơi vào đầu ông ấy. Này nếu mà quả cao su nhiều, quả cho nó rơi hơn ném chứ. Trường Sơn ở đây có mà đầy. Dạ. Gia đình không có điều kiện, nghèo lắm họ. Thì dạo này bảnh trai hết nhỉ. Còn phải nói. Kinh đẹp, đẹp trai kinh. Khen tí tí ra kia này chạy trong cái số giờ. Đường dòng cũng chơi. Thốc pháo đi. Thôi lại lướt. Vâng. Cháu không đi nữa này, không đi nữa ý. Chỉ được cái nước đi nguồn cò. Hả? Nóng ghê rợn. Bắt đầu về đến đất nhà này. Thì dòng cho nó. Rồi về đánh một cây mai một thô. Đấy, đất nhà này. Kinh. Kinh văn tờ. Đây nhà mình đây. Đây là quả bình bát. Cây bình bát. Mẹ đời.
chuối rễ quạt. Chuối rễ quạt. Đấy, chuối rễ quạt. Về đến điểm sơ phát mù chảy lại tím rồi. Xin chào các bạn nhé, xin chào.